không ngờ lại nuốt chửng con khỉ sáu tai. Ăn khỉ ngựa nướng cũng liên quan đến khỉ thông thường. Cuối cùng mẹ làm áo cưới cho tôi. Tôn Ngộ Không, đừng vui quá sớm. Ta bây giờ là đệ tử thân truyền của Nhị Thánh Phương Tây. Phật môn đã định rồi, để ta thay ngươi đi Tây Thiên học kinh. Họ sẽ không để mặc kệ tôi đâu. Vâng, nơi này bạn và tôi đang ở bây giờ. Tây Phương Nhị Thánh không quản được. Chấp nhận số phận đi. Chúng tôi không mong đợi điều đó. Họ sắp xếp để thay thế khỉ sáu tai của Tôn Ngộ Không. Bị Tôn Ngộ Không đánh bại ở Nam Thiên Môn. Đội học kinh sau đó biến mất không dấu vết. Bốn cái hai không nổi. Thánh nhân, ông mời chúng tôi đến Tây Thiên nhanh. Không phải vì đến mê cung ảo tìm hai người kia tính sổ đâu. Bị họ vỡ nợ rồi, giờ muốn bắt chúng ta làm con tin. Không, nếu thành thật mà nói, tôi thích các bạn. Tôi sẽ không làm khó đâu. Các ngươi chỉ cần ăn ở đây vui vẻ thôi. Hãy để họ Phật môn vội vàng là được. Ta còn có thể bảo đảm Ngộ Không lại một lần nữa nuốt chửng sáu tai con khỉ, không bị người khác làm phiền. Vậy thì trước tiên hãy cảm ơn Thái Thanh Thánh Nhân. Thái Thanh Đạo và Đạo Hữu mời ra xem một chút. Các ngươi chờ ở đây, kinh sẽ gặp họ. Hai bạn vào buổi trưa chạy đến studio của tôi. Có gì thì nói đi. Có gì đâu. Đạo Hữu Đại Thanh, đội học kinh Phật của tôi đã biến mất. Có phải anh làm chuyện này không? Chuyện gì vậy? Người Phật môn các người phá hủy Nam Thiên Môn thành như vậy, để các bạn bồi thường tổn thất, các bạn vẫn chưa nhận. Không có cách nào, nghèo đạo chỉ có thể mời họ đến đây. Đại Khanh, đừng lừa dối người quá nhiều. Hôn bạn thì sao? Nếu không chúng ta đánh nhau. Bạn thắng giao phẳng, thả người ngay lập tức. Bạn thua rồi, bồi thường gấp đôi thì sao? Đạo Hữu Thái Thanh, đạo tổ từng nói mô phô men tay du, số ngày không thể đảo ngược. Bây giờ ngươi lại xáo phạm pháp lệnh của đạo tổ, cản trở hành trình về phía tây, cơm dài ẩn có thể ăn bừa bãi, lời nói không thể nói lung tung. Con đường nghèo không cản trở bạn đi về phía tây, mê mờ còn nói không có. Bạn vừa tự thừa nhận bắt bọn Đường Tam Tạng đến Bắc Tỉnh cung, ai nói nghèo đã bắt bọn họ? Người nghèo chỉ mời họ đến cung điện Bắc Tỉnh làm khách thôi. Không tin, bạn vào hỏi họ nhé. Chỗ này vào xem đi, có phải họ bị ngươi giam ở Bắc Tỉnh cung không? Vua nổ tung. Mê mơ, Thái Thanh Thánh Nhân, hai nhà sư này là ai? Đệ tử làm việc vật của Bát Tỉnh cung. Đừng nói nhảm. Hai vị này là hai vị giáo chủ của Phật môn. Hai vị thánh. Ôi, hóa ra là hai vị thánh. Lần đầu gặp mặt đệ tử Đường Tam Tạng gặp qua hai vị thánh nhân. Bất kính. Đường Tam Tạng bổn tọa hỏi ngươi, ngươi không đi Tây Thiên lấy kinh, tại sao lại đến Bát Cảnh cung này? Giáo chủ, ngươi cũng biết, trên đường đi học kinh Tây Thiên này có rất nhiều khó khăn. Đám người nhà sư nghèo đều sắp mệt thành chó rồi. Vừa vặn quá Thanh Thánh Nhân hiểu khách, mời tôi đến làm khách. Bạn yên tâm đi, cho chúng ta thư giãn một chút, tự nhiên sẽ đến Tây Thiên lấy kinh. Nana, tất cả các bạn đã nghe thấy rồi, nghèo đạo chỉ là mời bọn họ đến Bát Cảnh cung của ta làm khách, nó không ngăn cản bạn đi về phía tây. Trong trường hợp đó, vậy bổn tọa muốn dẫn bọn họ trở về tiếp tục lên đường. Các ngươi đi theo chỗ này đi. Chờ một chút, các bạn đi được rồi, trước tiên hãy bồi thường tổn thất của Thiên Đình, nếu không thì đừng nghĩ đến việc lấy đi một người từ Bát Cảnh cung của ta. Quá rõ ràng. Vậy bây giờ ngươi không phải là cản trở ta phần môn Tây Du sao? Chẳng phải là trái với định số của Thiên Đạo sao? Nói nhảm đến khi nào? Chờ ngại bạn Phật môn Tây Du còn xảo quyệt. Ngươi đưa Đường Tam Tạng và những người khác đến Bát Cảnh cung. Nó ngăn họ hiểu. Tôi có cản trở họ rời đi không? Đường Tam Tạng, tự nói đi. Không có nhà sư nghèo nào đến cung Ba Tỉnh làm khách. Thánh nhân Thái Thanh không đe dọa chúng ta. Đường Tam Tạng, ngươi là người trong Phật môn của ta. Bạn gánh vác trách nhiệm nặng nề của Phật môn đi về phía Tây. Ngươi mau đi theo bổn tọa trở về. Không, anh phải đi trước. Bồi thường rồi nói sao, nếu không thì đừng có mang chúng đi. Đạo hữu, bạn đang cản trở hành trình về phía Tây, bạn có biết không? Đây là bị trời phạt, nghèo đâu có. Nghèo, chỉ là mời họ đến cung điện Bát Tỉnh làm khách thôi. Bạn xem họ vui vẻ thế nào. Bồn tọa bây giờ có thể mang bọn họ đi không? Được rồi. Nhân tiện, Tôn Ngộ Không đâu? Sao không thấy anh ta? Bạn không nói, tôi quên rồi, con khỉ đó đã học trộm một câu nói của người nghèo. Tan thanh thật, chuyện này còn chưa tính với ngươi đâu. Tất nhiên bạn không nên thúc đẩy vận may. Cái gì gọi là thúc đẩy vận may? Một hơi của đường nghèo. Tan thanh chi thuật chính là không truyền thần thông của nghèo đạo. Bây giờ bị con khỉ của Phật môn của bạn học rồi, đương nhiên phải trả học phí. Thái Thanh, ngươi sư huynh người ta không chịu nổi nữa, để sư huynh giải quyết. Thái Khanh là anh ép tôi. Bây giờ họ có thể đi với bổn tọa không? Bây giờ được rồi, Đường Tam Tạng gọi Tôn Ngộ Không ra, lập tức đi theo bổn tọa trở về tiếp tục hoàn thành Tây Du. Tôi không hiểu Thái Thanh Thánh Nhân hiếu khách như vậy. Chúng ta vừa vui vẻ mà, muốn đi thì tự đi đi. Thằng khốn đó lập tức làm chó. Đừng hủy bỏ với Ben. Cậu muốn gì? Muốn làm không? Đây là đạo tràng của người nghèo, bạn làm một cái thử xem. Tin hay không thì tôi tát anh. Hướng dẫn viên lại đây. Bồi thường nên đưa ra, chúng tôi đã đưa rồi. Ông còn muốn cản trở chúng tôi đưa đội đi không? Làm thế nào để vượt qua? Tôi không có vấn đề gì với việc anh muốn đưa họ đi, nhưng không ai được động thủ ở đạo tràng nghèo đạo, đó là quy tắc. Con nói gì với anh ta nữa? Cuối cùng Đường Tam hứa hẹn nhận đồ uống. Sau khi
Shiguti làm khách ở cung điện Hachi sẽ lập tức gửi tin hình riêng. Tiêu đề và tiết đồ uống cũng chỉ có thể rời đi trước như vậy. Tiếp tục lần này, tôi muốn cướp đất. Ta lại thắng rồi, cảm ơn pháp khí của Thái Thanh Thánh Nhân. Không cần khách sáo, đây đều là ngươi thắng đi. Thánh Nhân đệ tử đám người còn muốn đi Tây Thiên lấy kinh. Tạm biệt trước đã, Vu Mộ không làm phiền Thánh Nhân chăm sóc một hai rồi. Yên tâm đi, hắn ở trong cung điện thứ 8 của tôi, không ai có thể làm phiền hắn. Sau khi trở về thế gian, Đường Tam và những người khác tiếp tục đi về phía Tây, rất nhanh đã đến núi lửa. Sư phụ, đây là nơi nào vậy? Đã là mùa thu rồi mà vẫn nóng như vậy. Đây là núi lửa, nhưng không sao, với tình cảm của chúng ta với vợ chồng Ngưu Ma Vương, khó khăn này chắc sẽ rất dễ dàng. Đi thôi, bạn đi đến chỗ công chúa quạt sắc, mượn quạt chuối đi, nói xin rồi tôi.